Hi, xin chào tất cả mọi người nhé. Mình lại tiếp tục xuất phát ở thành phố Bến Tre của mình nha. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục chinh phục cái ao rong này ha. Và mọi người biết không, hôm nay đặc biệt trời rất là lạnh luôn, làm như rét gì mọi người, gần tới Noel này á, trời rất là lạnh luôn. Và bây giờ mình sẽ thử những cái con nhái hơi bên mình ha, thử con nào nó đánh trời lạnh hợp nha. Đó, con BT Thuận và F35 và con Z30 kêu là chấm bi mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ đánh chấm bi trước nha. Rồi mời các bạn cùng theo chân mình nhé. Thì mọi người biết ở trời lạnh thì cá nó bao giờ nó cũng ít là táp lắm, mình đánh nó kén mồi lắm. Hôm nay mình sẵn test thực tế và chia sẻ với các bạn. Trời gió rất là nhiều luôn mọi người. Đó, con này thì nó tạo bọt rất là ok mọi người. Con này tạo bọt rất là nhiều lắm. Mày hả bưởi ha. Nó giật ba lên bờ luôn. Nó lên bờ luôn à. Tưởng nó sảy rồi chứ. Giật kiểu mà tưởng sảy. Bốn em nữa. Đó. Tạo bọt ghê luôn. Chấm bi đánh mùa lạnh hợp lắm mọi người. Rất là lạnh luôn á. Tiếp tục thôi. Thôi dụ luôn. Khổ gỡ. Đó, mình phát hiện ra là con sắp 30 chấm bi là đánh trời lạnh ok không? Tốt mọi người. Hồi nãy giờ trời rất là lạnh luôn nhưng mà tức trời ơi tụt không hay thôi thôi thôi. Mày hả bưởi hả tắm mạnh ghê. Gặp gặp sông sinh luôn. Lứa gặp rồng. Lứa. Hoài. Hai em. Tiếp tục. Đời này con chấm bi Thái Lan này nó tạo bọt á mọi người. Trời lạnh nó tạo bọt lên cá nó nóng đánh nó quất rồi. Mười hả bảy
9. Rộng hạt nha. Mới sáng trời lạnh cũng quất rồi. Trời lạnh mà. Rồi tiếp tục mọi người. Bây giờ tiếp tục mình thử con F35 nha. Con này 8g nha mọi người ha. Con hồi nãy thì nó 6g mà nó nằm. Con chấm bi sắp 30 á. Con này 8g. Mình thử mọi cách luôn. Bạn chỉ cần hai con đó và ba con ngồi cái con mồi VTV nữa là đánh hội được. Các bạn thấy gió rất là nhiều không? Mình sẽ thử con để cá trời lạnh nó ăn. Hồi nãy con nổi thì nó tạo bọt nhiều thì nó táp rồi đó. Mấy con á. Lên ha. 10 ha, 7 cuối cùng cũng lên. Nốt kìa sao sảy. Tắt quá ok. F35. Nốt vô tới trong luôn. Và bây giờ mình lại đổi sang con VT Thuận nha. Con này thì 6,5g đánh nổi nha mọi người. Thì những địa hình này rất phù hợp cho mình để đánh nhái nổi nha. Rồi, mình đa năng, mình đem theo nổi lửng đầy đủ ha. Thì mọi người nhớ nha, phải có lửng có nổi nha. Chinh phục mọi địa hình. Đây là con VT Thuận bên mình nha. VTT Phú Bình. Phú Bình mọi người ơi. VTT lên hàng nha. Một em Phú Bình. Và bây giờ mời các bạn cùng theo chân Đại Ngáo Vlog để khám phá những cái điểm kế tiếp nữa nha. Và đây là một cái điểm khá là lý tưởng, mình hay câu những cái điểm này mọi người. Đây là những khu vực gần nhà mình không nha mọi người ha. Nên rất là tiện lợi. Mình đi khoảng tầm 5 phút là tới những cái điểm mà chia sẻ những cái điểm câu ở quê hương thành phố Bến Tre của mình này ha. Đây mình đang đánh nổi nha mọi người. VTT lập công. Gì sao sợi. VTT nha mọi người. Khá trọng ạ. VTT là lập công trong ngày hôm nay. Khá là tốt trong đây luôn. Giờ này nó ăn nổi nha. Rồi. Một em. Và đây là tiếp tục những cái điểm mà mình hay yêu thích đó mọi người. Mình hay đi câu để chia sẻ lên kênh YouTube đó. Mời các bạn cùng tham khảo những cái điểm mới nha. Lên ha. Phú Bình. Phú Bình với Hugo. Này nè, trả anh trai VT Thuận nha. Quá phê luôn. Táp đã.
Rồi tiếp tục, đây cũng là một cái chắc lẽ đây là điểm cuối trong ngày mọi người ha. Chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Tháp hả bưởi? Mười hả? Mười hả bảy? Mày hả bưởi? Đi tê tê thận nha. Lên hè. Khá to mà. Thì hôm nay mình đã trải nghiệm nhiều điểm rồi, cũng như ba cái mẫu nháy hơi ha. Thì mình thấy cái mẫu nào nó cũng ổn. Trời hôm nay rất là lạnh nhưng mà cá vẫn ăn cực kỳ sung nha mọi người. Chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.